Hello mọi người. Xin chào anh em nhá. Ôi, hôm nay là tôi mới ngủ dậy nên đâm ra nó hơi ngáo một tí. Đã lâu lắm rồi tôi không làm một cái phân tích demo nào cẩn thận cả. Bởi vì tháng trước thì có những tháng ấy tôi ốm, có những tháng ấy tôi cũng bận rồi đi lại nhiều. Tuy nhiên đến đợt gần đây thì bắt đầu mình cũng đang bỏ ra thời gian để xem lại demo rất là nhiều. Và hôm trước thì có một cái trận đấu thì các bạn biết rồi, rất hấp dẫn. Trận đấu giữa Na'Vi với cả team Heroic và Na'Vi đã chiến thắng với tỷ số là 2-0. Và đó là một trận đấu mà Electronic đã có một cái KDA rất là khủng. 32 chết 8. Nên sau khi mình xem qua trận đấy thì mình thấy rất là hấp dẫn và mình nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái phân tích demo của Electronic. Thực ra thì trước đây mình đã làm một cái rồi, nhưng bây giờ mình vẫn sẽ làm tiếp. Và cái này vẫn là vị trí canh pit thôi. Nếu như nhớ không nhầm thì hình như là mình đã làm một cái canh pit rồi. Bây giờ thì lại tiếp tục sẽ lại là một cái canh pit nữa trong ngày hôm nay. Thì mong rằng là sau khi mình làm phân tích demo này thì anh em sẽ tích lũy để cho mình một cái kinh nghiệm nào đấy về những tình huống canh pit. Bởi vì Electronic là một mẫu player canh pit mình nghĩ là khá đơn giản. Rất là đơn giản và phù hợp với cả đa phần mọi người. Và trận đấu này là trận đấu giữa Na'Vi và team Heroic. Đây là trận nhánh trên, chung kết nhánh trên ở map thiếu Inferno. Ở đây này, chúng ta sẽ vào demo luôn để không làm mất thời gian của mọi người nữa. À, anh em xem video này xong nếu mà thấy hấp dẫn, nếu mà thấy nó thú vị và nó có hữu ích thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào demo rồi. Sorry anh em chút là hôm nay là mới ngủ dậy, đâm ra giờ nó hơi ngáo 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 tí. Tôi thường là tôi phải mất khoảng vài tiếng để tôi định hình lại cuộc sống nó như thế nào, bởi vì thức đêm nhiều quá. Thôi, chúng ta sẽ vào demo trận là Vi Heroic và chúng ta sẽ đến với cả vị trí của Electronic. Electronic của chúng ta đâu? Đây rồi. Đây là một round đấu mà Electronic P2000 giáp 1. Và chúng ta nhìn qua về lượng lên đồ Na'Vi. Boombit lên một nết, Perfecto lên một nết. Và có hai khẩu súng được drop ra, đó là khẩu CZ-75 dành cho Sipo và một khẩu Dubaretta dành cho Flamie. Vậy thì tôi sẽ đây là một round đấu mà Electronic sẽ sang hỗ trợ bom xoay B mà thôi. Hỗ trợ để chặn rớt lúc đầu. Đấy các bạn thấy. Như vậy là sẽ là một round đấu bắn 3 bom xoay B. Cũng có Electronic này, Flamie này và Boombit này. Chúng ta xem mà bên phía Na'Vi setup như nào. Bên phía Heroic thì đây là một tướng rớt B nhanh rồi. Flamie quay mặt luôn để tránh flash các bạn thấy không? Quay mặt luôn tránh flash, quả flash nổ, Flamie chỉ bị chớp thôi. Và một quả nết để trả ra đến từ Boombit và như vậy Flamie sẽ bắn cặp với Electronic. Và một hướng cơ skill đến từ Na'Vi và ba player bên phía Heroic đều nằm xuống luôn. Rất kinh nghiệm, thật sự đây là một tình huống kinh nghiệm và tôi sẽ back lại một chút. Vừa rồi tôi chỉ giới thiệu qua cho các bạn biết cái Graviton này là một round đấu Na'Vi setup bom CB như nào. Nói chung rất đơn giản, Boombit thì kê một nết ném bật tường và Electronic quay mặt trước. Đấy, nghe tiếng flash nổ bắt đầu quay ra bắn nhau. Và cả Flamie cũng vậy, quay mặt từ trước. Và đó là lý do tại sao mà quả flash thì chất lượng, nhưng cả hai player này không ai bị mù cả. Trong khi đó thì bên phía Heroic thậm chí còn ăn một quả nade vào mặt đến từ vị trí của Boombit. Và đó là lý do tại sao mà Na'Vi có cho mình một round thắng khá là dễ dàng. Một tiếng bắt bài hack não nhau thôi. Các bạn thấy không, vừa rồi mà nếu mà hai ông này không quay mặt nha, quả flash rất là trắng là chết hết. Nhưng vấn đề là cả ông Flamie lẫn ông Electronic đều úp mặt vào tường trước. À, biết rằng ở cái tầm level cao thì người ta hack não nhau rất là nhiều. Có nghĩa là chúng nó không bao giờ lên chay. Đấy là cái định luật logic. Thế nên đâm ra mấy ông này mà vào phase ít gặp mấy ông rớt chay ấy thì thôi lại khi lại chết. Tại vì cái tội úp mặt tránh flash để đối phương phi lên chay thì lại chết. Đấy. Nhưng mà ở cái tầm level cao này thì không bao giờ có chuyện như thế. Đây là ở tầm bắn giải rồi. Nên chắc chắn là đối phương sẽ buff flash. Thế nên nhiều lúc nó có những vấn đề nó hack não nhau thôi, bắt bài nhau. Và đây là một tình huống mà Na'Vi bắt bài chính xác khi mà hai player úp mặt vào tường trước và quả flash của bên phía Heroic nổ xong bắt đầu quay ra bắn. Thế là cuối cùng bên phía Heroic ra đi hết. Một tình huống setup 3B mà thậm chí quay mặt trước vào tường.
Giờ thì quay trở lại vị trí quen thuộc của Electronic rồi. Round này thì Electronic quyết định lên cho mình một khẩu Pháp Mát Giáp 2 và chỉ có cho mình một nết một smoke. Còn bên phía Heroic thì đây là một round Fog Bay. Cardian, tại sao Cardian lại lên cho mình Deagle không giáp và có full bom? Bởi vì Cardian là player bắn off bên phía Heroic nên lúc nào Cardian trong những round Fog Bay phải để lại cho mình khoảng 900 tiền để đến nếu mà thua round này thì vẫn sẽ đủ tiền lên off ở cái round tiếp sau nữa. Đấy, kiểu kiểu đó như thế. Các bạn thấy không, đây là một round đấu mà đầu tiên Electronic định đứng thành lầu gần. Nhưng mà round này là một round đấu không nên đứng thành lầu gần. Bởi vì sao? Cái xác suất nhảy lầu của round này rất là cao và xác suất mua Fog Buy của round này trong map Inferno cũng rất cao. Và đa phần kể cả không Fog Buy, Eco người ta sẽ nhảy lầu. Và nếu đứng vị trí trước đó của Electronic thì kiểu gì quả flash cũng giữa mặt, trắng xóa và sẽ chết, nên đâm ra Electronic phải lùi về đằng sau. Đây là vị trí vẫn tranh flash, đây là vị trí mà vẫn ăn flash nhưng mà cái xác suất để nằm xuống luôn thì nó sẽ thấp hơn, bởi vì cái quả flash và để lúc đối phương nhảy từ lầu xuống đến bắt được bạn ở pit là một khoảng thời gian rất là dài, quả flash nó sẽ hết, nên đâm ra là ngồi đây nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với cả cái vị trí ở thành lầu. Và đây là một round đấu Heroic muốn nhảy lầu thật sự luôn. Đây các bạn xem, có ném flash ra một mạng của tiểu Electronic nhìn địch trước khi quả flash đầu tiên nổ. Đấy, các bạn thấy không, quả flash mù nó chỉ chớp 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 mắt thôi. Đấy, đây là một tiếng cương skill stack này, chúng ta nhìn thấy không. Đấy, bên phía của team Navi Perfecto bắn cặp với Electronic. Đấy, Perfecto đứng gần và Electronic thậm chí đứng cover ở xa cho Perfecto luôn, phát hiện địch ở boiler rồi. Đấy, một tình huống chúng ta thấy một pha setup khá là hay, một ông đứng gần. Và nếu như địch giạt rộng quá thì Perfecto sẽ là người ăn. Còn địch mà giạt hẹp thì Electronic sẽ bắn vào giờ thì có thêm cả Sipo nữa. Vâng, ba ông đứng cường cái boiler luôn thì đúng là không có cửa cho địch. Không có một cái cửa nào cả. Đấy, không có bất kỳ một cửa nào cả. Và giờ thì Electronic vẫn đang kê. Tuy nhiên thì sau đó thì Electronic bắt đầu đổi hướng khi mà tham minh này là đối phương hoàn toàn thể từ boiler đã di chuyển ra lầu rồi. Còn vừa nãy tại sao mà Electronic vẫn kê cùng đồng đội? Bởi vì đó là tình huống mà tham minh đối phương chưa thể di chuyển lên đến lầu được. Còn bây giờ khi mà đối phương có thể lên đến lầu thì Electronic nhảy lên kê lầu rồi. Khá đơn giản. Biết nhìn đồng đội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một round Funico của bên phía Heroic. Nhảy check. Rồi, nhảy check second mid. Đấy, tham minh này nhảy check mặc dù lộ tiếng nhưng mà tham minh này là tham minh lầu chưa thể lên được. Đấy, nên đâm ra là Electronic nó vẫn thoải mái, bởi vì nếu mà lầu nó chạy thẳng lên thì Electronic sẽ nghe thấy tiếng. Đấy. Rất tự tin nhưng mà Stan bắn quả, Steven vừa rồi bắn quả cũng kinh. Yêu máu luôn. P250 không giáp nhá, mà nó bắn cho cả Simple lại Electronic đều yếu máu. Và giờ thì Electronic với Simple đứng đâu đây? Simple tụt vào nghĩa địa rồi. Electronic là người kê lầu. Đấy, đối phương tràn vào boiler. Ui giời, còn nết ném ra. Ui xôi, quả nết. Quả nết 96 máu. Các bạn hiểu quả nết vừa rồi là quả nết ném vào thằng T-set. Thằng T-set nó không hề có giáp. Thế nên ra quả nết rồi tận 96 máu. Có giáp thì mắc lên được khoảng tầm 50 mấy máu là mắc. Nhưng nếu mà các bạn không có giáp thì quả nết vào giữa mặt cũng đau lắm, cực kỳ đau luôn. Lộ chân rồi. Carrigan thực ra là bị lộ ở trong thư viện rồi. Nói chung quả này chắc chắn sẽ nằm thôi. Không có nhiều điều để nói thì cũng vừa rồi. Bây giờ thì sẽ đến một round quan trọng này. Các bạn nhìn nhá, bên phía Na'Vi yếu súng. Họ đang có hai phá mát, hai MP9 và một khẩu M4. Bên phía Heroic là full súng và có op đến từ Carrigan. Và xem là vì họ sẽ counter lại đối phương như nào. Một quả lửa ném ra ở middle đầu tiên để mục đích là gì? Để không cho các thành viên bên phía team Heroic có thể di chuyển nhanh ở khu middle. Và sau đó thì Na'Vi tranh thủ thời gian đấy thì Simple đã stack cho Perfecto lên khu boiler gần. Tại sao không phải là mái nhà đen? Bởi vì Perfecto đang cầm một khẩu MP9. Mà khẩu MP9 thì bắn càng gần thì lại càng hiệu quả. Đấy, các bạn thấy không? Khẩu MP9 bắn càng tầm gần thì càng tốt, càng mạnh. Thế đây là một round đấu mà bên phía Na'Vi biết rằng là súng của họ yếu hơn đối phương. Thế nên đâm ra họ chủ động stack 3 người ở boiler luôn. Và lúc đầu thì Electronic là người kê lầu.
Lúc đầu thì Electronic kê lầu, còn Simple là người đứng kê boiler. Tại sao lại là như vậy? Bởi vì vị trí của Simple là một vị trí sẽ phải trả bom sớm hơn. Thế nên thằng Simple nó đứng ở boiler nó trả sớm mốc hết. Nó trả gần như hết sạch bom nó, các bạn nhìn không? Thằng Simple nó còn mỗi quả nết thôi. Và sau đó nó sẽ quay trở lại, nó tập trung kê mỗi cái lầu của nó và để cho hai thằng này bắn boiler. Simple nó sẽ đứng luôn ở đoạn mid nhà đen, nhưng mà nó sẽ bắn ngược lên lầu và nó sẽ bắn cover cả cho hai thằng mid này. Đây là một đội hình bắn 3 mid nhà đen mà mình cũng thường dùng. Đấy, thằng Simple là thằng sẽ phải trả bom hết sớm, bởi vì cái vị trí của Simple lúc sau là cái vị trí phải tập trung, không được lộ tiếng mà phải tập trung kê lầu. Chứ nếu như Simple lúc sau mà căn tham minh gọi là trượt, nói chung là rình 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 trả bom, đến lúc lầu nó ra nó bắn chết là Simple phát, nó mà biết nhà đen đông là nó sẽ ra nó bắn chết hết hai thằng ở chỗ boiler này. Chúng ta xem tình huống lên mid này như nào. Đây rồi, bên phía Eric đang muốn bò chay lên mid bởi vì họ có kho ở Cardian. Perfecto lạ lộ rồi. Perfecto đổi được một. Rồi thì Electronic đấy, bắt đầu lao ra. Chúng thí rất là sâu. Hết rất tốt. Ba mạng rồi cho Electronic. Và player thứ tư thì Electronic nó không nghĩ được đến vấn đề là Herrick lại đi đến 5 người ở middle. Bởi vì team nào cũng vậy thôi. Tối thiểu sẽ có một người đi lầu. Đấy là về mặt lý thuyết. Thế nên vừa rồi thằng Electronic nó cái pha quay sang của nó rất hợp logic các bạn ạ. Nó quay sang nó kê luôn lầu là cực kỳ hợp logic. Nhưng mà bên phía Heroic round này nó bắn hơi phản logic một chút, là nó bắn đến 5 thằng ở middle, 5 thằng bò lên mid. Thực ra là 4 thằng đi mid, một thằng ở cửa boiler. Thế nên ra thằng Heroic nó không tính là mid vẫn còn thằng nữa. Nhưng mà như vậy là một round đã quá thành công của Na'Vi rồi. Bắn 3A đổi được 4 mạng và thậm chí là còn giúp câu được khoảng thời gian rất là lâu, giúp cho hai player bom xe B back ngay gần về khu bom xe A để retake bom, và đó là một round thắng dành cho Na'Vi. Sorry anh em nhé, buổi sáng cổ họng mình nó hơi nhiều đờm tí. Tỷ số là 4-0, một round thắng của Na'Vi, và đó là một round rất là có lãi bởi vì ba player bên phía Na'Vi ra đấu vừa rồi cầm một Famat này, một MP9 này, một M4 và cuối cùng là hạ gục toàn AK với cả AWP thôi. Đấy các bạn thấy không, ở những round mà súng yếu như vậy thì luôn luôn phải có những cách setup đặc biệt một chút thì mới có thể giành chiến thắng được. Nhất là khi mà các bạn đang cầm những khẩu MP9. Bởi vì các bạn biết rồi, những khẩu MP9 là những khẩu súng có thể nói là bắn tầm gần thì mạnh, nhưng mà bắn chuyển hơi đến tầm trung hoặc tầm xa là rất yếu rồi. Thế nên bắt buộc phải chọn những vị trí thật gần, thật gần. Và vừa rồi thì bên phía Na'Vi họ biết điểm yếu của họ ở đâu, và họ đã setup cho mình một cái bài có thể nói là rất hợp lý và logic. Tuy nhiên đến round này thì họ lại quay trở về đội hình default đấy các bạn này. Khi mà súng của họ đã đủ, họ có AWP, họ có M4 thì họ chuyển đội hình ngay lập tức. Tuy nhiên round này bom sẽ bê mất nhanh quá, và đây sẽ là một tiếng xếp súng đến từ Na'Vi thôi. Chúng ta sẽ next sang round đấu tiếp theo. Một round đấu mà bom sẽ bê thủng quá nhanh, không có cơ hội retake bom bởi vì đối phương đã chọn quá nhiều những góc đứng đẹp rồi. Lửa lầu từ rất sớm, 1 phút 42 giây. Thực ra thì player bắn ở trên lầu ấy, quả lửa rất khó để dùng. Các bạn nên dùng quả lửa sớm, đấy là lời khuyên của tôi. Còn trừ khi các bạn có một cái tham minh gì đó rất là tốt thì các bạn mới có thể sử dụng quả lửa ở đoạn late time. Nhưng tôi nghĩ rằng quả lửa đối với các bạn bắn đơn giản nên ném quả lửa sớm, không cho đối phương chiếm nhanh. Sau đó thì lùi về chọn những vị trí khác. Bởi vì những người bắn pit bắn lầu là những người sẽ phải tham minh nhiều và phải tập trung vào bắn nhau rất là nhiều. Thế nên là tôi không khuyến khích anh em bắn pit mà sử dụng quá nhiều bom. Anh em nên chỉ giữ lại quả smoke thôi. Nhưng Electronic này, rồi em nết ném lửa rồi, nhưng quả smoke phải giữ lại để tránh những tình huống lửa pit, thì các bạn có thể thả quả smoke ra để bắn pit on way. Nó rất là khó chịu và cực kỳ hiệu quả. Đây round đấu mà Na'Vi đang bắn lụt ở trong bom. Đấy, các bạn thấy không? Họ bắn bắt bài, họ bỏ hoàn toàn nối, và như vậy là bom xe B sẽ phải ke cả hai đường. Và round này có vẻ như Heroic đang muốn đánh bài B. Đấy, một tình huống setup 2 pit, Simple kê trực diện. Electronic kê cái Vespa này rất là đẹp nha. Tại vì sao? Logic chuẩn của tất cả những thằng bò và nối. Một là bò và nối nó lộ tiếng thì không nói gì rồi. Nhưng nếu mà những thằng mà không lộ tiếng ấy thì nó sẽ ngoắc lên, nó sẽ trèo lên cái Vespa, nó sẽ trèo lên nghĩa địa. Đấy là bò chuẩn của tất cả những thằng pro player. Chứ còn rất ít thằng nó có cái quỹ đạo bò và nối cho nó đi đường như này.
Đấy, rất ít thằng đi thẳng vào trong bom này, mà nó sẽ phải đi thế này này các bạn ạ. Đấy, nó phải đi bên này này. Đấy. Bởi vì nếu các bạn đi thẳng trong bom này, thằng Pit nó đứng dậy bắn phát vào mặt luôn. Với cả hai là các bạn đi thẳng trong bom này, các bạn phải check rất nhiều góc, các bạn sẽ thành ngã ba đường. Các bạn sẽ bị Pit nhìn thấy này. Đấy, nếu mà các bạn đi vào đây nhá, Pit sẽ nhìn thấy các bạn này. Đấy, chỗ này nhìn thấy được các bạn này, trong bom nhìn thấy được các bạn, có ba hướng bắn. Thế nên khi mà các bạn đi sát cái mét Vespa này, thằng Pit nó sẽ gần như các bạn là bỏ được một vị trí Pit rồi. Đấy. Các bạn chỉ phải check trong bom thôi. Và cái vị trí này cũng là một vị trí mà đối phương không phải là đứng quá nhiều. Thế nên đâm ra là đa phần bọn nó sẽ bò cái đường pit lên nghĩa địa này trước. Đấy. Sau nó bò ra đây để nó check được thằng pit. Nó sẽ bò ngang 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 này, nó check trong bom này. Sau đó sẽ check pit được. Thế nên đâm ra là thằng Electronic nó kê rất là khôn. Tại vì sao? Cái Vespa này có một đặc điểm. Đây là một góc mà đối phương sẽ phải trèo lên. Và đối phương sẽ mất một nhịp trèo lên cái Vespa này. Thì thằng Electronic nó sẽ bắn. Đấy, nó sẽ lợi hơn đối phương, nó rất an toàn luôn. Rồi, một round đầu đánh B đến từ các thành viên bên phía của team Heroic. Xem hai ông B đổi được mấy. Boom Beat làm 3 rồi. Flamey chết chay. Không sao, 3 đổi 2 là tuyệt đẹp rồi. Đã câu kéo một khoảng thời gian khá là tốt, khiến cho hai thành viên của team Heroic phải đẩy vào trong bom, và như vậy là có thông tin hai người trong bom, nhưng mà Navi vẫn úp flash check lại chuối một cách cẩn thận. Đấy. Xem làm gì nào. Thêm một quả flash nữa để tanh lên. Tiếp tục là một flash nữa và Simple sẽ lời kê ngách. Bây giờ Electronic chiến check hốc tối với cả quát thôi. Đấy, các bạn không, check rất cẩn thận lại hốc tối cột, nhưng quát chưa check. Vẫn chưa biết địch ở đâu vì đang check ngách. Rồi lộ tiếng rồi, te set ngay lập tức nằm xuống. Một tình huống mà te set bắn lỗi Simple thì phải. Hình như là như vậy. Đây là một round đấu Retake Bomb. Các bạn thấy rằng ba player là vì họ rất chờ nhau. Họ không lao vào vội vàng check method trước, mà họ từ từ họ check ngách đã. Họ check ngách clear rồi bắt đầu họ check tiếp những cái vị trí còn lại. 5-1. Và giờ chúng ta sẽ đến round đấu tiếp theo. Xem round này là vì làm gì đây. 1 phút 42 giây à, 1 phút 40 lại 10 giây ném một quả nết. Đấy, những cái quả như kiểu quả nết, quả lửa của những người canh lầu thì họ ném sẽ rất sớm. Rào này tại sao Electronic lại chạy ra boiler? Bởi vì ông tướng Simple lên ông kê lầu rồi kìa các bạn. Đấy, lửa trả ra tham minh rất ổn. Mặt luôn, sợ thật. Trả thêm flash ra. Đây là vào đấu với Heroic là người ném sờ mốc vào pit. Chính Electronic là, chính Heroic là người muốn ném sờ mốc vào pit để che cái pit này để bắn láo. Round đầu bắn rất láo Heroic đây các bạn ạ. Bởi vì ném qua smoke này là một quả smoke one way cho đối phương. Thì ý đồ của bọn Heroic round này nó nghĩ rằng, tôi đoán đấy nhá, là Heroic nó nghĩ rằng đối phương bắn 3B. Thế nên là nó sẽ tràn vào pit luôn. Nó biết là nếu nó ném lửa thì thằng Electronic này nó sẽ dập smoke thành one way. Thế nên nó chủ động ném quả smoke vào để nó phi thẳng vào luôn. Nghĩa là nó bỏ Electronic, nó định tăng vào trong bom luôn. Nhưng rất là đen cho bên phía của team Heroic ở round này. Bên phía Navi nó bắn lại, thằng Simple lại đứng ở trên lầu. Thằng Electronic nó lại đứng ở pit. Thế thành ra là bắn đến 2 pit thì bắn láo round này rất là khó. Với cả hai thằng Electronic nó trả ra quả lửa chính xác quá. Quả lửa gần như là cắt đôi đội hình đang phi của các thành viên bên phía của team Heroic. Và sau đó nó bắn một phát vào mặt thằng đi đầu tiên luôn. Thế nên đâm ra là mọi chiến thuật của Heroic bị phá sản hoàn toàn. Từ việc phán đoán đã không chính xác rồi, cho đến cả cái việc mà vào bom, những cái tình huống trả bom của thằng Electronic đã khiến cho bọn Heroic bị bất ngờ. Bởi bình thường thằng Heroic nó không không trả bom như thế. Tại vì thực ra thằng Heroic thằng Electronic nó bình thường nó có đi cái đường boiler ấy đâu, nó toàn đi lầu mà. Nhưng mà round đấu này là một round đấu mà nó đi đường boiler. Đấy, thế nên ra là bên phía của team Heroic bắt bài thành sai hoàn toàn. Đây là quả nết ném những tình huống đi second mid anh em nhá. Quả nết bật tường khá đẹp. Và đặc biệt là ông nào mà vừa trèo lên cái chỗ lan can lầu ấy thì quả nết này sẽ rơi giữa đầu rất là đau. Đây là một round fog buy từ Heroic rồi. Đây là một góc mà các bạn phải góc này cũng là một góc khó đoán. Nhưng mà cái góc này các bạn phải di chuyển khéo, các bạn mới nhảy được vào cái thành này, không là các bạn sẽ nhảy trượt đấy. Đấy, đối phương ném một smoke ra, định trả lại một smoke nhưng mà nghĩ nào lại thôi, tìm một góc one way. Không, nhưng mà không có góc là one way. Cây sau smoke này cũng được. Rồi xem đối phương làm gì nào. Đấy, bắt đầu ném bài nối. Hai quả smoke che thư viện với cả che connector tăng vào nối. Trả flash ra rất nhanh luôn. Úi xôi, flash tốt.
thằng Electronic bắn cũng tin, nó bắn hai viên vào đầu luôn đấy các bạn. Đây rồi, thêm một mạng nữa. Quần pit rất là dẻo, và quả flat rồi các bạn đấy, đang trả tham minh rất là ổn. Tại vì thằng Electronic vừa rồi nó nhìn thấy rất là nhanh, nó nhìn thấy hai quả smoke với là được thông tin báo lại từ Simple là nó biết được rằng địch muốn tanh vào đâu. Bởi vì các bạn nhìn xem, một quả smoke ném vào thư viện, một quả smoke ném vào che cái connect này. Đây, hai quả smoke đây thì rõ ràng là chỉ có duy nhất một đường các bạn để đi ở đường này. Và thằng Electronic ngay khi nó biết rằng đối phương tanh vào connector, tanh vào A, nó nhảy ngay xuống, chứ nếu mà đứng thành lầu rồi thì nó lại thành xấu. Đó là vị trí hơi chết. Nó nhảy xuống pit luôn và sau đó nó búp trả một quả flash ra mù luôn bên phía, hỏng hoàn toàn chiến thuật bên phía của team Heroic. Một bài tanh của Heroic và ăn đúng quả flash làm tham minh trượt, và thậm chí là một tiếng bắn rất là tín, hai viên một mạng luôn. Sau đó thì tactic của bên phía Heroic đổ vỡ. Các bạn thấy người tanker rất là quan trọng. Cái thằng tanker mà bị bắn chết là coi như cả một cái bài vở sẽ ra đi. Đấy, thằng tanker mà bị chết nhanh quá là cả một bài vở sẽ bị gần như là hỏng. Nhưng nếu tanker mà nó giết được một thì coi như là cái bài rất là thành công. 1 phút 42 giây ném một quả lửa lầu. Đây là một tiếng băng lửa của team Heroic. Các bạn biết vừa rồi thằng Electronic định làm gì không? Thấy Electronic nó căn vết để nó búp một flash ra mid cho thằng số 3 là thằng Simple ra check mid. Đây là một round đấu mà các thành viên bên phía của team Navi họ đẩy 3 người ở chuối. Đấy, Perfecto sang B. Thế nên đâm ra là Navi chỉ có 2 người thôi, Simple và Electronic. Thì thằng Simple đầu tiên nó đã kê mid rồi. Nó kê mid và nó có một chút thông tin là các thành viên bên phía Heroic không phi ra mid nhanh. Thằng Electronic tại sao nó lại trả lửa nhanh đến như vậy? Bởi vì round này chỉ có 2 người nên nó sẽ ném qua lửa đây. Mục đích là để cho bên phía Heroic không được ra lầu nhanh. Đấy, sẽ câu kéo thời gian để khiến cho các thành viên bên phía team Heroic phải chậm lại khu vực này. Đấy, không được lên nhanh. Bởi vì lúc này là chỉ có 2 người bom CA thôi. Logic luôn là khi mà bom CA bắn 2 người thì thằng canh lầu sẽ phải, một là phải ra hỗ trợ mid để không cho mid lên nhanh, hoặc là phải lên ném lửa lầu, ném smoke luôn, không cho lầu lên nhanh. Thì vừa rồi thằng Electronic nó định ném quả flash để cho Simple ra check lại khu mid đồ, hoặc là pick mạng lại, repick. Nhưng mà vấn đề là khi mà nó nghe thấy hạ đối phương đạp quả lửa mình, tại vì đạp quả lửa này chắc chắn là lộ tiếng, nên đâm ra là nó lùi lại luôn. Các bạn nhìn không? Nó lùi lại luôn, nó lùi lại rất là nhanh. Nó biết là đối phương có 1 đến 2 thằng là đã chạy qua quả lửa rồi, thế nên đâm ra nó không ném quả flash đấy nữa, và nó lùi lại, nó ném nết. Và bây giờ này, chắc là nó sẽ trả bom sớm hay không đây. Như vậy là ngồi về góc default luôn, bắn rất là cẩn thận. Nico 16 máu, chưa nhìn thấy mặt địch đâu. Băng qua lửa thì ăn một quả nết. Đây là một round đấu mà hình như là Heroic định bắn láo. Tại vì các bạn nhìn nhá, có thằng Borup đi ở middle này. Thằng Borup này nó có bom, có flash các kiểu. Và hình như là bên phía của Heroic định băng qua quả lửa và sau đó di chuyển đến gần thành lầu này. Xin một quả flash được ném ra. Đấy, một quả flash ném ra từ mid. Và sau đó thì nhảy lầu. Nhưng mà vấn đề là thằng Electronic nó nghe được tình huống dập lửa. Thế nên ra nghe tình huống đạp lửa, nên ra nó đoán, phán đoán được điều gì đấy. Nó đoán được rằng là Heroic định bắn láo và nó trả ra một nết, khiến cho Nico còn 16 máu và các thành viên bên phía của team Heroic phải lùi về luôn. Chán luôn mà không bỏ luôn cả cái chiến thuật định bắn láo rồi. Đấy, bây giờ thì Perfecto lại về rồi. Đấy, các thành viên nào Vi họ lại đủ 3. Giờ thì lại bắn thoải mái hơn, nhưng mà đội hình sẽ phải lùi sâu, không dám đẩy ngược lại không mít đồ. Smoke lầu, quả smoke rất là đẹp. Và đây là quả flash để đẩy ra cho đồng đội đẩy ra nha các bạn nha. Đấy, quả flash để Perfecto có thể đẩy ra. Đấy, một quả flash rất đẹp ở boiler. Đấy, check ngược lại boiler. Thực ra đây là một tiếng trách ngược lại, nhưng mà lại không dám đẩy ngược ra. Bởi vì các bạn biết rằng là đối phương hoàn toàn thể ngồi lụt ở sâu kê. Như ví dụ như các bạn nhìn này. Đấy, 4 ông, 5 ông ở A này, mà rõ ràng quả flash vừa rồi Perfecto ra trách không thấy ai. Nó chỉ ra nếu mà có ai mù thì thằng Perfecto sẽ cố ăn một và lùi về thôi. Tại vì đây là tầm pro player rồi. Chứ còn tầm như anh em mình ấy thì chắc chắn là địch sẽ đứng nhúc nhúc ở đây này. Quả flash đấy sẽ mù hết và sẽ ra cố ăn được bao nhiêu thì ăn. Còn nếu mà ngó ra ấy mà không thấy địch ấy thì chắc chắn là anh em mình sẽ đẩy ra boiler này. Và thực ra cách xử lý đấy thì tôi nghĩ rằng là nó là từng level thôi. Nếu mà ở level thấp như kiểu level tôi đang bắn ở 6, 7, 8, 9 và thậm chí ở level 10 búp quả flash đấy ra mà không thấy địch thì gần như là sẽ báo là mid clear. Và Simple sẽ bách ngược về khu bom site B, đấy là điều chắc chắn. Và nó rất là hợp lý. Bởi vì ở tầm level, kể cả đến level 10, kể cả đến tầm gọi là
2.500 2.800 Elo thì cũng không bao giờ chúng nó bắn khâu đến cẩn thận đến như này. Các bạn hiểu là không, đây là người ta bắn giải rồi và đây là tầm cỡ Tier 1 rồi. Tier 1 ở tầm CS:GO rồi. Còn đến kể cả các team châu Á tầm Tier top team gọi là như kiểu Tai Lu hay là VC ấy, nó cũng không thể cẩn thận đến mức như này. Kiểu gì cũng có một hai ông ở trên này. Đấy. Hoặc là ít nhất phải có một ông trên này và dính flash, đấy là chuyện bình thường luôn. Hoặc là các bạn ăn quả flash này sẽ lộ một hai thằng ở mid sẽ giật vào và thằng Perfecto sẽ nhìn thấy, chứ nó không hề có cái chuyện là thằng Perfecto ngó ra không thấy gì như tình huống này. Nên nhưng mà thằng Perfecto đây là ở tầm level cao nên thằng Perfecto nó xử lý rất là cẩn thận. Nó không nhìn thấy gì, nó cũng định hình, không có nghĩa là không có địch. Đấy các bạn thấy không? Nên nó ra là nó vẫn giật về. Có nghĩa là quả flash này mục đích là vừa để check mid để lấy thông tin và vừa để nếu mà pick được người thì tốt. Pick được một thì nó cũng sẽ về, mà không pick được người nó cũng sẽ về. Chứ như anh em mình là kiểu gì cũng mid clear thế là đẩy ra boiler này này, xong bắt đầu simple báo mid clear cho ông simple back đấy. Ông simple back về đây bắt đầu tự nhiên bốn thằng này ập lên bắn chết thằng Perfecto, bởi vì lúc ấy thằng Perfecto kiểu gì chạy ra của đấy là lộ tiếng, mà lộ tiếng cái kiểu gì nó nghe thấy là ông này ở đoạn boiler, nó lên nó giết được boiler, thế là còn mỗi ông electronic chết chay ngay đấy. Các bạn hiểu không? Rõ ràng là ở mỗi một bức tire là người ta phải bắn với cả cái hack não khác nhau, nó cũng giống như cái quả flash ở chuối này đấy, quả flash ở chuối này. Rõ ràng là nếu mà các bạn bắn rank bình thường, các bạn bắn face ít mà các bạn úp mặt vào tường hai ông thì thôi, bốn thằng gặp ba bốn thằng nó nhảy lên đây nó bắn trả đấm flash vào lủng thì nó bắn chết ngay. Nhưng mà tầm pro player thì hai ông úp mặt vào tường luôn, tại vì rõ ràng chắc chắn là chúng nó sẽ búp flash, chờ quả flash nổ và nó quay ra bắn đấy, nó là hack não nhau các bạn ạ. Và đây là một tiếng hack não đúng đấy, các bạn thấy không? Không lộ một tiếng nào luôn, Heroic vẫn hold 5 người A và đang muốn đánh A. Và cái góc cương này là một góc rất là đẹp nhá. Tôi sẽ nói với các bạn. Góc cương này nhưng mà tay các bạn phải to. Đấy, không là chết cả đôi đấy. Góc cương này khá là đẹp. Đấy. Simple, à nhầm, Electronic bắn cương skill luôn. Đây là góc tủ của Electronic. Thực ra tôi không khuyến cáo anh em ngồi góc này, góc này góc default, sport kill, nó sẽ bắn vào mặt các anh em rất là nhanh. Thì thằng Electronic là một thằng tay rất là to, phản xạ tốt. Nó ra bắn góc này và nó được cover bởi thằng Perfecto. Nghĩa là sao? Cái góc của thằng Electronic ấy rất sợ những thằng góc của thằng Electronic ấy rất sợ những thằng giặt ngang qua. Đấy, các bạn hiểu không? Tại vì sao? Nếu như thằng nào giặt ngang qua là nó sẽ giặt ra khỏi cái tầm tâm thằng Electronic thì nó sẽ nhìn thấy Electronic và nó sẽ bắn thẳng vào cái gỗ này và sẽ vào mặt thằng Electronic, và thằng Electronic sẽ rất khó để có thể gọi là bắn trúng được địch, mà địch thì dễ dễ bắn vào mặt thằng Electronic. Nhưng mà nếu mà những thằng giặt ngang qua thì lại phải đối đầu thằng Perfecto. Đấy, thằng Perfecto sẽ bắn những thằng giặt dạ rộng. Còn thằng Electronic sẽ bắn những thằng nhá, bởi vì cái góc này là cái góc mà đối phương rất hay nhá. Đa phần anh em bắn thì đều có một thói quen cái góc này sẽ nhá này, hoặc là giặt giặt giặt, giặt ra để ném quả lửa. Thế nên là ngồi như Electronic cũng khá là ổn. Đấy, một flash ném ra. Bây giờ thì sao đây? Vẫn kê cương skill ạ. Đấy, bắt đầu tham minh. Đấy các bạn thấy không, tay nó to như thế cơ mà. Nó can tham minh quả flash vừa nổ xong, nó giặt ra nó bắn chết thằng Kadian, nó giặt vào luôn. Có nghĩa là tay nó rất to là phải bắn được như vậy. Còn mình không khuyến khích anh em bắn kiểu như thế, trừ khi anh em tự tin là tay mình rất là to. Đấy, đồng đội chết hết rồi, một mình quẩy bit. Úi xời, hai mạng, ba mạng. Ui, không có mạng thứ tư. Một tí mà thằng Electronic đã nghe đối phương rồi, nhưng mà quả này tại nó đặt tâm sai. Quả này nó là tâm sai thôi, nhưng mà không sao cả. Flamey lại đổi được mạng, rất thành công luôn. Một tình huống rất là thành công, các bạn nhìn đâu, thủ được A nhá. Mà sau đó thì đến khi mà đối phương đặt bom, cái quan trọng nhất ấy là khi đối phương đặt bom thì thằng Flamey nó đã đứng ở đây rồi, và thằng Bumit nó đã bách về đến đây rồi. Thế nên ra cái không gian di chuyển của thằng Starven là rất tệ. 1v2 nó sẽ chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu như 1v2 đối phương tanh cái bom và clear được ba người trong bom rất nhanh, siêu nhanh, thì hai thằng B nó sẽ vẫn ở trên này, thì 1v2 cơ hội clutch nó sẽ là cao. Bởi vì sao? Thằng đặt bom nó sẽ có rất nhiều không gian để di chuyển, nó thể vào thư viện này, nó có thể vào connector này, hoàn toàn nó có thể trốn. Và cái thứ hai là khi mà hai thằng ở B mất bom nhanh, nó đặt bom xong thì hai thằng ở B chạy về mất nhiều thời gian, và đến lúc retake bom thì hai thằng ở B nó sẽ phải vội hơn. Hiểu không? Các bạn hiểu không? Hai thằng B sẽ vội hơn và cái cơ hội cho thằng xử lý cuối nó sẽ cao hơn. Nhưng những cái tình huống mà vào bom kiểu này, như là các bạn vào được bom nhưng mà cuối cùng bị một thằng pit nó câu kéo rất nhiều thời gian, và đến khi giết được thằng pit rồi thì đồng đội của nó đây, các bạn nhìn thấy hai thằng nó về rất gần rồi. Và câu chuyện là đặt được bom nhưng cái vị trí của thằng Starven này rất là xấu. Và chúng ta hãy xem thử xem thằng Starven tình huống này xử lý như nào. Bởi vị trí của nó xấu và thằng Flamey đứng ở nối rồi. Bây giờ xem nó có bom gì không? Không có smoke nối. Như vậy Starven không thể xuống được pit được.
Đấy, Starvin phải ở trong bom thôi. Bây giờ Starvin chỉ có thể bò bò giữa đường thôi. Đấy. Đấy, Starvin không dám. Và thậm chí Starvin cũng biết luôn là cái khoảng thời gian đấy là thằng Bumbit cũng có thể ở gần boiler rồi. Thế nên bây giờ Starvin phải chọn một cái góc giữa đường như này. Góc này là góc cương nối. Nghĩa là góc này sẽ là connect vào thì ở boiler vào thì không thấy. Nên đâm ra là góc này cũng là một góc xử lý 1/2 cũng ổn ở cái phạm vi xấu như này. Nghĩa là nếu như các bạn ăn được thằng nối, các bạn sẽ quay ra bắn luôn thằng boiler. Đấy, góc này nghĩa là như vậy. Và thằng boiler kể cả bò vào sẽ không thấy gì, thằng boiler bò vào gần cũng không thể thấy được thằng Starvin. Thế nên ra Starvin nó phải cương skill thôi. Đây các bạn nhìn xem. Đấy, Flamy nhá ra cũng nhá cẩn thận nhưng cũng khó đoán được Starvin đứng ở đây. Nhưng Starvin lại không bao giờ nghĩ ra được thằng Bombit lại đi cùng thằng Flamy. Đấy, các bạn thấy không? Vấn đề là thằng Bombit lại đi cùng thằng Flamy trong round này. Đấy, ném lửa ra. Quáng câu giờ. Hai viên hết đạn rồi. Đèn, quả này là hết đạn. Quả này nó còn đúng hai viên, quả này mà nó còn nhiều đạn hơn nó bắn chết thằng Bombit rồi, nhưng mà nó hết đạn. Một pha xử lý mà các bạn thấy không? Tình huống vừa rồi, cái góc vừa rồi, nếu như thằng Bombit là thằng đi boiler thì có khi thằng Starvin loại thắng. Nhưng vấn đề là thằng Bubit nó lại không đi boiler à, nó lại đi mid nối cùng với thằng Flamigo. Thế nó mới khó chịu để đâm ra cái góc đứng vừa rồi Starvin lại thành xấu. Các bạn thấy tình huống thứ hai là thằng Starvin nó bị giật mình mà. Nó không nghĩ rằng là thằng Bubit lại đi ở phía sau thằng Flamigo mà lại hai thằng đấy đi với nhau lại không lộ tiếng. Các bạn hiểu chứ? Thằng Flamigo lộ từ trước rồi là bắn chết thằng ở trên nghĩa địa. Nhưng thằng Bubit nó quắc từ đầu đến cuối nó không lộ một tiếng nào cả. Thế đâm ra là thằng Starvin vẫn nghĩ là thằng Bubit ở lầu boiler cơ. Rồi, quay trở lại round này. 1 phút 42 giây ném lửa. Nói chung là quả lửa này trả sớm như Electronic cũng là một phương án bắn rất là hay các bạn ạ. Bởi vì thằng Electronic là một thằng bắn theo kiểu lối chơi đơn giản. Nghĩa là nó sẽ bắn nhau nhiều ở đoạn cuối chứ nó không 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 muốn mất thời gian tham minh trả bom. Đây là một vấn đề rất là lớn của những player tay to như kiểu là Toby chẳng hạn. Toby hay bắn với mình thì các bạn biết. Thằng Toby được mình đánh giá là so với anh em là tay to hơn. Nhưng mà thằng Toby bắn rất là đơn giản. Thế nên đâm ra là nếu mà để thằng Toby xử lý phức tạp, nghĩa là để cho nó có nhiều bom quá ấy, để cho nó bắt nó phải ném bom ở đoạn cuối, nó sẽ bị rối và nó sẽ rất hay chết những tình huống tham minh sai. Thế ra đối với những là như là Toby hoặc các bạn có lối chơi như vậy, các bạn có lối chơi như kiểu các bạn bắt tham minh mà không chuẩn ấy, các bạn đừng cố bắt tham minh, nhất là khi mà các bạn canh lầu. Tại vì canh lầu là một vị trí rất là quan trọng và nó là một vị trí đấu tham minh rất là nhiều. Nên tôi khuyến khích anh em, những người canh lầu khi mà xem những demo này thì bắn như Heroic, bắn như Electronic thì đúng hơn. Ui, loạn thật sự luôn, thề các bạn. Một ông thì Electronic, một bên thì Heroic. Loạn hết cả lên. Đấy, cứ 1 phút 42 giây ném quả lửa lầu y hệt như nó, căn vết y hệt như nó. Và sau đó thì lụt vào trong bom. Đấy, sau đó can tham minh ném thêm quả nết luôn. Giữ lại cho A mình một quả flash, một quả smoke thôi. Quả flash tác dụng là gì? Pit là một vị trí sẽ phải cover rất là nhiều cho connector hoặc kể cả middle, giống như quả flash vừa rồi. Nó búp cho thằng Perfecto đẩy ra boiler đấy. Đấy, các bạn nhìn quả flash đấy. Hoặc là flash ném ra nối để nối ra pick người. Thế nên lúc nào các bạn phải giữ lại một quả flash, còn quả smoke là để dập lửa. Đấy, pit thì cần hai quả đấy thôi. Cứ giữ lại. Hoặc là như này này, reject bomb này cũng cần bom. Thì thằng pit vẫn còn bom. Nói chung thằng pit mà nếu mà đối phương không vào thì các bạn giữ hai quả bom này cho mình. Không nên phải ném gì cả, chỉ ném lửa với nết ngay từ đầu để không cho đối phương chiếm nhanh thôi. Đây xem pha retake bom này của. Đấy các bạn thấy không, nó thấy một quả smoke ở kia rồi nhá. Đây nó ném một quả smoke và sau nó ra nó nhặt thêm một quả nữa. Đấy, nó ném một quả smoke, đây là quả smoke che, quả smoke đẹp, can vết vừa rồi rất đẹp để che đường chuối. Chuối vào, sau đó nó vẫn kê lại sau lưng cẩn thận. Đấy, bây giờ bắt đầu thằng Perfecto nó về nối rồi, nó mới biết rằng sau lưng clear. Nó mới không kê nữa. Đấy, nó ném một quả smoke đầu tiên để hút bom của địch. Ném thêm một quả smoke nữa. Và giờ thì flash để cho đồng đội này. Rất cẩn thận, một flash để cho đồng đội tanh vào từ khu vực ngách. Bây giờ nó bắt đầu tăng vào để qua. Ôi trận này thằng Electronic nó bay thật. Tại vừa qua vừa rồi nó nhảy qua smoke, nó bắn một phát vào mặt thằng Nico luôn. Sợ thật. Nhảy qua smoke nó bắn rất là tín đấy. Cái quả đặt tâm vừa rồi nó rất là tốt. Các bạn nhìn không? Nó nhảy qua smoke tâm nó đặt thẳng vào mặt thằng kia luôn. Cảm giác với không gian ổn. Phán đoán vị trí địch cũng ổn. Đấy. Lại 1 phút 42 giây ném qua lửa lầu. Lửa này rất dễ ném nhá. À, bây giờ định làm gì đây? À, quả flash này là quả flash thằng Electronic nó định ném quả flash này là quả flash để ném nổ lên mái nhà đen. Có nghĩa là cover cho hai thằng ở mái nhà đen. Đây là một round đấu mà Simple Perfecto đứng hai mái nhà đen và sợ rằng đối phương phi mid luôn cái lúc đầu.
lúc đầu láo, nên nếu mà đối phương có phi lên ấy thì thằng Electronic nó ném quả flash này lên mái nhà đen nổ, thì để cho cái thằng đứng ở dưới chân mái nhà đen đây, các bạn nhìn là thằng này Perfecto này, nó đứng chân mái nhà đen nó sẽ không hề bị mù và nó sẽ giạt ra là bắn nhau bình thường, tại vì quả flash nổ trên đầu Perfecto cơ, và đó sẽ là một quả flash đẹp. Vừa rồi nó ném vẫn định căn quả flash cover, đấy là lúc mà khi mà quả lửa trên lầu nó vẫn còn cháy thì nó mới dám làm như thế. Nhưng mà khi mà quả lửa hết rồi và đến tham minh mà đối phương có thể bò ra đến đầu lầu rồi thì thằng Electronic nó tụt vào trong bom luôn. Đây là một round đấu hiếm hoi, Navi bỏ pit đấy, các bạn thấy không, bắn ba trong bom và nghe để đối phương tràn nối rồi, hai quả smoke vẫn như lần trước. Đấy, Electronic này lại ngồi ở đây, đây nha các bạn nhìn nha, Electronic thay đổi vị trí một phát vào trong bom. Bên phía của Heroic họ hạ được Sipo, hạ được Perfecto. Đấy, à Perfecto chưa nằm nhưng mà họ mặc định luôn, họ biết là Perfecto ở đâu bởi vì Perfecto là thằng bắn chết Cardian, nên bên phía Heroic đều nghĩ rằng à thằng Electronic ở dưới pit, tại vì đây là vị trí Electronic đứng rất là nhiều này. Đấy, và thằng Perfecto đang ở đây. Đấy, thế nên họ sẽ một người sẽ đặt tâm như này, một người còn lại sẽ đặt tâm như này. Đấy. Nhưng câu chuyện nó lại không phải như vậy. Đây lại là một round đấu mà thằng Electronic nó lại vào trong bom. Đấy các bạn thấy không, thằng Borup cầm dao chạy mà, thấy không, tất cả bên phía của Heroic không một ai nghĩ rằng là thằng Perfecto lại ngồi trong bom. Nhưng quả này, à quên, thằng Electronic ở trong bom, nhưng quả này thằng Electronic lại hơi vội. Electronic bỏ qua thằng đầu tiên là sẽ ăn được cả hai thằng, nhưng thằng Electronic thì đúng là thôi, theo phản xạ bình thường thôi, người bình thường thôi, tôi thấy ai tôi bắn thôi. Nên đâm ra là vừa rồi thằng đi đầu tiên nó chạy hơi nhanh, nên cái tâm của thằng Electronic nó hơi bị lệch lên phía trên, nên nó kéo về phía dưới hơi khó. Bắn rất đơn giản. Đây là quả flash này các bạn nhìn thấy không, đứng kịch vào cái góc vuông. Đấy, căn vào đúng cái chân của ô cửa. Đây là quả flash mid đẹp. Đấy, để cho check. Nhưng mà hình như là thằng Perfecto nó không hề muốn check. Đấy, Perfecto đứng tụt hết ở trong mà. Quả flash này thực ra là thằng Perfecto phải đứng ở đây này, các bạn hiểu không? Thằng Perfecto phải đứng ở chỗ này này. Đấy. Đấy, thì quả flash này ném ra thì thằng Perfecto với giạt ra check được, tại vì nó nổ quả flash này, nó sẽ nổ đoạn này này các bạn ơi, nổ đoạn trước mid này. Đấy, chỗ này này. Mù toàn bộ những thằng quắc quắc lên mid gần. Đấy, quả flash này khá là hay. Nhưng Perfecto lại đứng ở xa quá nên quả flash này nó chỉ có tác dụng là làm cho bên phía của team Heroic nếu có định băng qua smoke thì phải lùi lại thôi. Đấy. Đây là một round đầu bắn 3B nhá, chỉ có 2 bom xe A, nên đâm ra là bên phía của Navi, thằng Electronic nó phải trả quả flash này rất là sớm, nó không giữ được. Bởi vì đơn giản là nó sợ đối phương lên mid nhanh, thì quả này có 2A mà lại còn không có Sipo, rất khó để thủ. Đấy. Lại một round nữa thằng Electronic nó vào trong bom, nó bỏ pit luôn. Sờ mốc lầu luôn, 1 phút 26 giây nhá, các bạn thấy không? Bình thường nhá, thằng Electronic nó lúc nào cũng giữ quả smoke đến cuối cùng để nó ném vào pit. Cho nên rất ít khi nó smoke lầu. Nhưng round này nó lại smoke lầu bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là thằng Electronic lần này nó không đứng ở pit nữa, chứ nếu mà đứng ở vị trí default nó rất sợ lửa nên nó phải giữ quả smoke. Cái lý do thứ hai là bởi vì round này chỉ có 2A thôi, nên nó phải cố gắng câu giờ nhiều nhất có thể. Có nghĩa là nó phải không cho đối phương lên ở trong khoảng 45, 55 giây đầu tiên. Nghĩa là trước 1 phút nó phải làm ném bom kiểu gì, câu giờ kiểu gì. Nghĩa là Perfecto với Electronic, các bạn nhìn thấy không, hai khẩu rifle. Nếu như năm thằng Electronic nó lên lúc này thì hai khẩu rifle đấy không bao giờ chống được, mà giỏi lắm chỉ đổi được 3 mạng mà thôi. Thì nó cũng không làm điều gì đó không tốt chút nào. Thì thay vì việc đó thì thằng Electronic nó sẽ cố gắng ném hết bom câu giờ để không cho đối phương ra. Và khi quả smoke lầu này, tôi thề các bạn, 99% các team sẽ không bao giờ băng qua. Khi mà thằng đi lầu bị ăn quả sống này thì gần như tất cả các team sẽ không bao giờ đánh vào bom xe A, nên đâm ra nó sẽ ném bom như vậy. Đấy, và bây giờ thì có tín hiệu đánh B rồi, nó bách về, bách ngược bom xe B. Nhưng bây giờ thì Heroic chỉ là một tiếng fake B thôi, và Navi đã bị lừa rồi. Đây các bạn nhìn thấy một tiếng bách về. Đấy, cầm nết, ném một nết tưởng rằng đối phương đánh vào thật, nhưng không, đây là một tiếng fake bom và đây là một tiếng tràn vào bom xe A. Perfecto đổi được một, mất A mà thôi, quả này thì hết retake rồi. Đấy, các bạn thấy không, retake kiểu gì bây giờ, xếp thôi. Đấy, đúng như dự đoán không, xếp súng thế thôi. Một round đấu fake cũng khá ổn, và Heroic vừa rồi bắn khá tốt, họ bắt được Simple, sau đó thì họ fake bom như thật khiến cho Navi bắt bài sai. Thực ra những tình huống như vừa rồi thì cũng phải bắt bài thôi, bởi vì tôi nói đi nói lại một điều là kể cả thằng Electronic vừa rồi nó có ở trong bom xe A ấy, thì cái xác suất thắng của Navi cũng không phải là quá cao, trừ khi Electronic ở trong bom xe A quẩy quá dẻo, đổi được đến tầm khoảng 3 mạng thì cơ hội thắng mới là cao.
Còn electronic mà đổi 1 thì vẫn sẽ thua thôi. Đấy, đây là một round đấu với Navi bằng 3A luôn. Không một ai sang B nữa. Đấy, lần này là lần duy nhất hiếm hoi thằng electronic nó ném quả lửa như vậy đẩy về lều gần. Các bạn thấy không? Mất đến 12 round, đây là round thứ 13 thằng electronic nó mới thay đổi lối chơi, nghĩa là bình thường nó vẫn ném lửa nhưng mà nó không bao giờ nó đẩy. Nó tạo một cái thói quen cho Heroic là đấy, bọn thằng này đúng không? Ném lửa đầu tiên nhưng mà thằng này nó toàn đứng ở xa. Và thậm chí có những tình huống Heroic đã băng qua lửa rồi nên đâm ra là thuộc cái thói quen của thằng thằng Electronic, nên đâm ra là các player của Heroic nó sẽ có thể sơ sẩy, hoặc là sau quả lửa này thì có thể đối phương sẽ quắc ra chờ đấy, chờ quả lửa hết để quắc lên. Nghĩa là mọi người đều sẽ không nghĩ là đối phương ném lửa để đi đẩy vào gần làm gì, bởi vì rõ ràng các bạn đẩy vào gần thì các bạn sẽ không ném lửa nữa đúng không, các bạn sẽ đẩy vào gần, các bạn đẩy luôn đứng kê luôn cho đẹp cho bạn ném quả lửa này, tự nhiên các bạn chặn đường đẩy của mình. Nhưng đây là một tình huống hiếm hoi, thằng Electronic nó hack não đối phương. Nhưng bên phía Heroic round này thì lại lên lầu rất là chậm. Đấy. Tuy nhiên thằng Electronic nó bắn rất an toàn các bạn thấy không? Nó kê khi quả lửa cháy gần hết. Nó định pick ở trong giai đoạn lửa cháy thôi, còn khi mà lửa cháy gần hết là nó bắt đầu nó lùi về luôn, chứ nó cũng không hề mạo hiểm một chút nào cả. Đấy, nó có cái sự logic an toàn của nó nhất định. Và đây là một tiếng bắn 3 boiler đến từ Na'Vi. Xem có hiệu quả hay không. Và định smoke boiler tanh vào phía nồi luôn. Spam qua smoke chết một quả vừa rồi thằng ở boiler hơi dại. Lỗi game á. Thằng boiler này hơi dại. Tại sao tôi nói như vậy? Boiler không, boiler đi spam vào xuyên smoke với ông electronic mà cái cửa boiler rất là bé. Thấy electronic thì cái phạm vi di chuyển nó rất là rộng. Nó nhìn đường đạn và nó spam ngược lại chết luôn. Đây tướng 3 vết 3 nhá. Thằng electronic nó biết có một thằng ở sau lưng nữa. Chưa vào bom, nó biết. Và có một thằng ở sau lưng nữa chưa vào bom thật. Là thằng nào đây? Là thằng Steven. Nhưng mà thằng Steven quả này cũng cũng ảo diệu thật. Tôi thề với các bạn. Bình thường nhá. Biết thằng Electronic ở boiler, thằng Steven chuẩn là sẽ là như vậy thằng Steven nó có logic của nó cả. Chúng ta thấy rằng thằng Borup đẩy ngược lại boiler và Steven lên thẳng boiler luôn. Chuẩn logic ấy, khi mà các bình thường anh em mình bắn ấy là biết một thằng boiler thì thằng Steven nó sẽ là thằng đi lầu. Đấy. Nhưng mà vấn đề là đi lầu thì cũng có thể thằng Heroic nó lên được lầu, à, thằng Electronic nó lên được lầu. Nên bên phía của Heroic nó biết rằng check cái lầu lại bây giờ rất khó. Thay vì đó chúng ta sẽ check lại khu boiler thì dễ hơn. Nên đâm ra các bạn nhìn đấy, đây chúng ta nhìn thấy Electronic thì kê lại lầu. Nhưng vấn đề là thằng Borup nó ra mid boiler để nó hỗ trợ thằng Steven, để cho Steven lên thẳng mid vào bom. Hơi mạo hiểm một chút. Bởi vì tình huống này nhá, hoàn toàn có thể bên phía Na'Vi đã bách về một người mid nối rồi và ra sẽ bắn chết và bom sẽ rời mid, và bom rời mid thì gần như sẽ không nhặt được. Nhưng tuy nhiên ở tầm level cao họ không sợ những điều đấy lắm. Họ chính là họ sợ lên lầu hơn. Bởi vì lên lầu nếu như Electronic đẩy lên lầu mà lên lầu bị bắn bom rơi lầu thì gần như sẽ không nhặt được luôn. Đấy, thành ra là hơi mạo hiểm như thế nhưng mà cái xác suất thành công nó lại cao hơn. Đi mid dễ gặp địch hơn nhưng mà xác suất thành công của nó sẽ cao hơn. À, như vậy là Electronic mất rất nhiều thời gian để kê lầu nhưng lại không gặp ai cả. Bởi vì cái thằng Biter lại chính là thằng cầm bom. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vẫn kê lại lầu. Nghĩa là thằng Electronic nó vẫn sợ có một thằng ở trên lầu, một thằng móc sau lưng. Đấy, vẫn kê lại lầu. Bởi vì rõ ràng là nó không nghĩ là thằng đi lầu lại lại lên lại là thằng lên mid. Và sau khi ở Borup bắn chết Bombit và tham minh cận kề thì không thể cứu được bom nữa rồi. Đấy các bạn thấy không? Một round đấu mà chuyển phán đoán sai thôi là thua luôn. Thực ra tình huống này là một tình huống mà có một thằng ở sau lưng thật, thằng Electronic phán đoán đúng. Nhưng câu chuyện là thằng Electronic không nghĩ rằng là thằng đấy lại là thằng đi lên mid. Đấy, thằng Electronic nghĩ rằng thằng đấy sẽ là thằng móc ở trên lầu cơ. Nhưng thằng kia thì lại nó đi lên mid bởi vì nó cầm bom. Đấy. Chứ nếu như thằng Starvin trong tình huống này mà không cầm bom ấy thì có khi là Starvin nó lại không lên mid đâu. Nó sẽ móc lầu thật. Đúng như dự đoán của thằng Electronic. Nhưng mà vấn đề là thằng Starvin nó cầm bom mà nó không thể đi lầu được nên nó phải đi lên mid và có sự hỗ trợ của thằng Borup nữa. Nên hai thằng lên mid gặp nhau và sau đó đi vào bom. Nên đâm ra là phán đoán của Electronic lại thành sai. Nhiều sự kiện nó hy hữu lắm các bạn thấy không? Vẫn check lại đâu. Vẫn nghĩ rằng là có thể có một thằng ở sau lưng mình. Đấy. Bởi vì rõ ràng là thằng Electronic quả vừa rồi nó nghe thấy, nó biết có hai thằng vào bom lúc đầu thôi. Nó biết có một thằng vào nối giết thằng Simple này. Nó biết có một thằng đi ở lầu, nó nghe thấy, nó nghe rất rõ ràng, nó biết là chỉ có một nối và chỉ có một lầu. Và nó biết chắc chắn là còn một thằng nữa ở phía sau.
Đấy, chỉ là vấn đề là nó không nghĩ được tới, không hình dung ra là thằng ở phía sau lại dám đi lên mid vào boiler. Thì đúng là cái đấy thì hơi ngoài dự đoán của Electronic mà thôi. À, giờ thì chúng ta sẽ đến ra đấu tiếp theo. Một lửa lầu vẫn thế, 1 phút 42 giây nhá. Các bạn bắn thì các bạn hãy nhớ tham một tí. Đây là những cái tham minh chuẩn của những thằng mà chạy nhanh nhất có thể. Kể cả nó chạy một mạch lên lầu thì cái tham minh 1 phút 42 giây nó chỉ đến gần đấy thôi. Và quả lửa sẽ bắt đầu cháy, và nếu mà nó băng qua luôn thì nó sẽ đau, rất là đau. Đấy, nó sẽ chưa đau cũng được nhưng mà băng qua để chúng ta biết ngay mà. Các bạn có thể đứng kê ngay sau quả lửa cũng được. Nó và băng qua đứng mà bắn nhau. Nếu mà các bạn thua skill đối phương thì quả lửa đốt thì nó cũng chết thôi. Nghĩa là cả hai cùng chết, đồng quy ưu tận. Còn nếu mà các bạn tay to hơn một chút mà các bạn nó vừa bị dính nam lửa mà các bạn bắn tí thôi, các bạn bắn chết được địch là xong. Các bạn chỉ bắn được khoảng 60 máu là đối phương chết mà. Lửa đốt mà. Vừa bị bắn vừa bị lửa đốt nên cứ đứng kê lại cũng được hoặc. Đấy. Sau đó kê boiler, đây là một round đầu bắn hai nối. Chúng ta phải nhìn thấy một điều rằng là đây là một tình huống kẹp hai nối rồi. Simple kê off trực diện và sau đó đi perfecto kê ngang, đây là một trò mình hay làm. Và thằng Electronic thì không cần phải kê boiler round này. Đấy, nó chỉ kê lầu như này thôi. Không cần phải kê boiler boiler gì hết. Kê lầu và có một thằng đi lầu thật đó, thằng Nico. Đấy. Bây giờ nhá, các bạn nhìn nhá. Chúng ta nhìn luôn. Simple loot. Đấy, đây là một tiếng perfecto simple bắt đầu bỏ về. À, nên thằng Electronic nó phải lụt vào trong luôn. Tại vì lúc này là bên phía mid nối report sang là không kê được cửa boiler nữa rồi, nên thằng Perfecto nó phải đổi hướng, các bạn thấy không? Nó phải kê cả, nó kê trùng một góc, kê cả lầu ra, kể cả boiler ra, chứ nó không dám đứng giữa đường nữa rồi. Nhưng mà Perfecto bây giờ lại đẩy ngược ra, lại bảo boiler chưa ra. Đấy. Thì thằng Electronic lại đứng đây. Quả smoke lầu gần. Thêm một quả flash ném ra. Thằng Electronic quả này cũng hơi hoảng, bởi vì nó sợ rằng là đối phương nhảy lầu, nên làm ra nó chả có smoke ở pit luôn. Đấy. Tại vì quả này là bên phía Navi hết thông tin. Thằng Perfecto quả này lùi về sâu quá, các bạn thấy không? Thằng Perfecto quả này là nó cầm M4 mà mid thì hết sạch bom rồi. Nên làm ra nó rất sợ đối phương cầm AWP lên, mà nó cầm kể cả cầm AK lên pick người. Nên là Perfecto lùi rất là sâu, không có thông tin ở mid. Nên đâm ra là thằng Electronic quả này sợ đối phương nhảy lầu hoặc là phi từ boiler vào luôn, nên đâm ra là nó trong đầu nó, thực ra là trong đầu nó round này nó đã sợ điều đấy rồi, các bạn hiểu không? Bởi vì rõ ràng là bên phía Heroic không hề lên mid tí nào cả. Nó rất là sợ là Heroic quả này di chuyển rất đông ở lầu, và vừa rồi đã đứng ở lầu gần, nên đâm ra nó phải trả smoke trước. Đấy, để đề phòng rằng đối phương. Đây là một tiếng bắt bài của Electronic thôi. Nhưng thực ra thì bên phía của Heroic round này thì chỉ có một thằng đi lầu để fake là chính thôi. Fake bom xe A và giờ thì đánh vào B. Đấy, bây giờ thì nó biết rồi này. Nhà nó vẫn phải chờ smoke tan, nó vẫn phải check lại cái lầu này đã. Đấy, nó biết là fake rồi. Rồi, giờ thì kê hai đường một lúc này. Đối phương tăng vào mid nối. Không một ai kê mid nối cho cả. À đây rồi, nghe được tiếng rồi. Quả này phải liều nhá. Tôi xin nói với các bạn, quả này thằng Electronic phải liều thôi. Thì tôi sẽ giải thích sau, các bạn xem tình huống này đã. Úi giời, nhảy nhanh đấy, quả đấy định nhảy mà nhanh đấy. Nhưng mà lại bị bắn chết bởi Guardian. Quả vừa rồi nếu mà không phải là một thằng gặp một thằng cầm off thì có khi là thằng Electronic sẽ không bị bắn chết và chỉ bị bắn yếu thôi. Và nếu như thằng Electronic vừa rồi nhá, nó mà nhảy được vào trong cái chỗ này nhá, tôi thề các bạn, thôi bên phía Heroic bye bye luôn. Bởi vì sao? Để chạy xuống giết được cái thằng Pit thì khó cực kỳ luôn. Nhất là khi mà bên phía của team Heroic họ ném bom fake hai lần. Họ fake A một lần, họ fake B một lần. Và bây giờ là cận kề tham cuối rồi, hết sạch bom rồi. Thì họ phải chạy xuống lùa được Electronic. Mà lùa xuống cái chỗ Pit thì khó cực kỳ luôn, nó nhá trái nó nhá phải. Các bạn phải tính đến trường hợp là nó sẽ nhá ra nó bắn mình đúng không? Thế đâm ra là phải nhá nhủng các kiểu và cứ mất nhiều thời gian thì bom sẽ bê bách về thì càng chết. Nhưng vừa rồi thằng Electronic nhìn thì nó tưởng là một tiếng bunny dại, nhưng thực ra là một tiếng mà nó tính toán khá là khôn. Tại vì nếu mà nó vai về được cái vị trí pit thì thôi, coi như Heroic hết cửa luôn. Nhưng mà Guardian vừa rồi vẩy kịp. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn biết tại sao thằng Electronic vừa rồi nó nghe thấy tiếng boiler vào nhưng nó lại không nhảy xuống mà nó đứng ở một vị trí rất cầu Âu. Các bạn nhìn thấy cái tình huống vừa rồi thằng Electronic đứng cầu Âu đúng không? Tại vì rõ ràng là nối có thể vào này, đấy, boiler vào này và cả lầu ra đấy, tại sao nó không dám nhảy xuống mà không có bất kỳ ai canh nối? Bởi vì đơn giản, đến cái tham minh đấy rồi nó không được lộ tiếng. Cái quan trọng nhất của thằng Electronic, cái lợi thế duy nhất của Electronic có trong cái tình huống mà nó solo A vừa rồi, đó chính là nó có thông tin của địch, và địch thì chưa biết là nó đứng ở đâu.
Cái thứ hai là đấy là lần đầu tiên thằng Electronic canh đứng ở trên thành lầu trong 13 round vừa rồi. Thì đây là round đầu tiên, đây là round thứ 14, lần đầu tiên nó đứng trên thành lầu. Rõ ràng là bên phía của Eric đang định hình là thằng Electronic sẽ là dễ là đứng ở pit với ở trong bom hơn. Đấy là những vị trí mà nó thường gặp thằng Electronic từ đầu trận đến giờ. Chứ chưa một lần nào nó gặp thằng Electronic trên thành lầu. Nên đâm ra là cái vị trí của Electronic đang có lợi thế là đối phương không biết. Nên nếu mà vừa rồi nhá, các bạn mà hoảng sợ nhá, các bạn nhảy xuống bịch một cái là thôi tự nhiên thằng đi lầu. Bởi vì cái giai đoạn đấy rất dễ, có một cái xác suất cực kỳ lớn là có một thằng đi lầu nó đứng ở ngay cạnh thằng Electronic. Bởi vì các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng là lúc đầu có một thằng đi lầu còn gì nữa, nó ném smoke, ném flash. Thấy Electronic còn chưa đẩy được vào lầu, biết làm sao được thằng đấy là về hay chưa? Chỉ là chúng ta xem trên map thì chúng ta biết thôi. Còn thằng Electronic lúc nào phải định hình là tại vì thường luôn luôn người biter sẽ là người đứng trên lầu. Còn cái việc mà nó fake xong nó chạy về, xong nó chạy lên thì thật sự là nó cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà vấn đề đấy là tùy tactic, tùy chiến thuật của team. Có lẽ là đã có những lúc mà Heroic định đánh B thật, nhưng sau đó họ cảm thấy là không đánh được vào B, họ mới vòng về A. Đấy, thì họ mới gọi thằng lầu về, chứ bình thường thằng lầu nó sẽ không về. Thường là thằng lầu nó ném xong bom, kể cả ném fake, nó sẽ ở lại. Nếu mà có một cái tactic định hình trước là sẽ quay về đánh A lần nữa, thì thằng lầu nó sẽ không về. Mà nếu đánh A lần nữa thì chắc chắn bên phía Heroic không bao giờ có chuyện mà hết sạch bom như này. Cái tình huống lên mid lần này là một tình huống lên mid chay, các bạn nhìn thấy không? Một tình huống lên gần như là không có bom. Đó là lý do tại sao, bởi vì bên phía Eric họ ném hết bom vào B rồi, nhưng họ cảm thấy rằng là không thể vào được B nên đâm ra họ mới chạy ngược về A thôi. Và tình huống này thằng thằng Electronic nó không nhảy xuống là rất hợp lý. Chứ nếu mà nhảy xuống nhá, mà có một thằng lầu thật, nó nghe bịch một cái nó biết là Electronic ở đâu. Bởi vì các bạn biết là ở tầm pro player đến lúc này tôi cũng đọc được, chứ không phải là pro player, là chỉ có một thằng ở A thôi. Chắc chắn là đến lúc này chúng nó đã bách về 3B rồi. Nhưng mà khi nghe bịch một cái là tự nhiên nó thằng này ở pit, ôi hố cắt nhỏ, pit pit nhỏ, thế là nó giạt ba thằng, giạt ra là bắn phát vào mặt chết ngay. Thế nên đâm ra thằng Electronic nó xử lý, nó đứng im trên thành lầu là hợp lý, mặc dù đây là vị trí xấu. Nó chỉ đến lúc này nó phải liều thôi. Nếu như vừa rồi nhá, nó đứng trên thành lầu này này mà thằng mid nối là thằng vào trước nó bắn chết thì coi như là đen phải chịu. Còn nếu mà thằng mid nối vào sau thì nó hoàn toàn để ăn được một thằng boiler và có thể sủi được. Vừa rồi thực ra là thằng Electronic nó hơi cầu toàn. Chứ nếu mà nó qua đấy nó chỉ đơn giản là nó nhảy xuống ô cắt nhỏ nó bắn nhau tiếp này thì nó lại câu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng mà nó muốn chọn một vị trí an toàn hơn. Nó nghĩ rằng là đối phương chưa tanh vào kịp nên nó muốn về pit lớn. Về pit lớn thì nếu như nó về được thì coi như là Na'Vi thắng luôn. Còn nếu mà nó chết thì cũng không sao, nó cũng đổi được một rồi. Còn nếu mà nó đứng hô cắt nhỏ này nó sẽ câu giờ được thêm ít nhất khoảng tầm 3 4 giây gì đấy, kiểu kiểu thế. Nó mà bắn được vào mặt thằng Cardian thì nó lại câu chuyện khác. Nó câu giờ lên còn đứng ở ở pit nhỏ thì kiểu gì cũng chết thôi. Nên đâm ra là suy luận của tôi thì các bạn thấy rằng nó xử lý như thế là rất là hợp lý. Như vậy là Na'Vi thua round đấu rồi, 3v2 nhưng vẫn thua, hình như Cardian clutch à. Đấy. Thua 1v3. Đây chúng đẩy lầu gần. Ủa bên kia cẩn thận. Các bạn thấy không? Bên kia đi 3 lầu. Ui dồi ôi, Vervecto bắn đổi bột nhá. Nhưng vấn đề là thằng Electronic quả này cũng may. Nó bắn ở góc pre-fire thì thế nào, hai ông bên phía của team Heroic ấy đứng thẳng hàng với nhau. Thế nào nó bắn một turn thì vỡ đầu hai đầu. Và thằng Vervecto bắn cái này cũng tốt. Bởi vì các bạn hiểu là khẩu 10v9 thực ra nó cũng yếu. Nhưng mà thằng Vervecto không biết làm nào mà nó lại bắn, có thể bắn nó lại bắn chết một thằng mà nó bắn yếu tận hai thằng ở lầu, mà bên phía của team Heroic quả này đi ba người cùng nhau. Quả này cũng phải tính đến một điều là thằng đục lầu bên phía của team Heroic quả này đục lỗi. Đấy, tôi back lại đâu này một chút để tôi xem lại một chút tại sao lại. Qua rồi các bạn nhìn nhá. Bên phía Heroic nó đi ba thằng ở lầu là nó biết là vị yếu tiền rồi. Có nghĩa là khi mà nó biết yếu tiền, biết round này sẽ áp cố thì đối phương thường sẽ có xu hướng đẩy lầu. Nhưng mà bên phía Eric chính ra nó rất là cẩn thận. Nó đi sát nhau để nó đổi mạng, cũng đi đến ba thằng để cạnh nhau. Đấy. Và thậm chí các bạn nhìn xem nào, đây có một thằng ngồi nhà đục này. Đấy, ông này đục nhưng ông này đục lỗi sao? À, cái chỗ này muốn đục trúng là phải nhảy lên cái thành. Nhảy lên cái thành này đục thì mới trúng được. Đấy các bạn nhìn, đục trượt. Không trúng bất kỳ một viên nào cả. Còn này nhá, chỉ cần đục trúng một viên thôi là câu chuyện nó khác. Bởi vì sao? Nếu như đục trúng một viên, đấy, thì bên phía của team Heroic mấy thằng di chuyển dưới này này đấy, nó sẽ nghe thấy đối phương đẩy lầu, nó sẽ nghe thấy đối phương đẩy lầu, và đến lúc đấy thì nó sẽ đặt tâm kiểu khác và nó sẽ nhá nhiều hơn, nó sẽ có xu hướng pick người khác. Nhưng vấn đề là đục không trúng một viên nào cả, mặc dù bên phía đối phương đẩy đến hai thằng ở lầu
Điều này làm cho ba thằng bên phía của team Heroic cũng chủ quan hơn. Đấy. Heroic quả này cũng nghĩ rằng là có thể là không có lầu. Đấy, đấy các bạn thấy không? Perfecto nó chỉ chạy mỗi đoạn đầu nó quắc hết đoạn sau. Và bên phía Heroic cũng quắc. Nên đâm ra bên phía Heroic nghĩ rằng là có thể có lẽ là không có lầu gần, hoặc là có chỉ có một thằng thôi. Xem thằng thằng Perfecto bắn con này kiểu gì. Các bạn thấy không? Thằng Perfecto nó bắn xuyên, nó bắn yếu hai thằng, bắn chết một thằng. Rất là tởm. Nó rất nhiều yếu tố hội tụ trong cái tình huống này. Một là may mắn của Electronic tham minh chuẩn nữa này. Perfecto bắn tốt này. Và thanh niên đục lầu lỗi này. Ba yếu tố đấy khiến cho bên phía Heroic nằm xuống. Chứ còn nếu mà bảo là do lỗi của ba player di chuyển vừa rồi, tôi cũng không không nghĩ là lỗi của ba player đấy. Mà tôi nghĩ rằng nó hội tụ rất là nhiều yếu tố khiến cho ba player Heroic nằm xuống thì cũng cay đắng như vậy. Rồi, xem nào. Đấy, khẩu mới 9 yếu, các bạn thấy chưa? Nên ông này cũng không bao giờ ông dám ngó, ông này yêu máu nữa. Thế ông này làm gì có dám ngó thẳng ra boiler đâu. Đấy, chỉ có nấp kín đi thôi. Rồi, nấp kín chờ ông đội thôi. À, số 3 là ai? Simple à? Đấy. Đấy, quả vừa rồi là định ném quả smoke ra mid cho Simple đấy. Nhưng Simple bảo là tầm này nó có thể lên mid rồi, từ nãy giờ ta không nhìn nên đừng ném nữa. Chứ rồi nó định căn quả vết quả smoke là ném từ pit ra mid đồ. Đó, bây giờ thì kê như này thôi. Kê đường vào trong bom thôi. Quả này thì nếu mà đối phương ném lửa thì dập lửa. Bỏ lầu, bởi vì sao? Các bạn biết sao thằng Electronic quả này nó bỏ lầu không? Bởi vì lầu ấy, thằng lầu không bao giờ nhìn thằng Electronic. Thằng lầu bây giờ phải nhảy xuống cơ, mà thằng lầu nhảy xuống thì sẽ có tiếng bịch cái, đến lúc ấy thằng Electronic nó sẽ nấp vào. Và sau đó nó sẽ căn tham minh nó chạy ra để nó bắn. Chứ còn khẩu M19 này bắn lên lầu cũng yếu cơ. Mà máu thằng này yếu nữa, nên đâm ra thằng này nó không có một cái lựa chọn gọi là chọn góc cương nào cả. Các bạn thấy không? Nó khác hẳn so với những round trước nhá. Round trước có round thì nó ngồi hẳn cái thùng gỗ nó kê thẳng lên lầu. Có round thì nó ngồi thẳng kê boiler, nhưng round này không, nó chỉ kê duy nhất một đường ở đường vào bo. Bởi vì đơn giản là khẩu súng của nó yếu quá, máu nó cũng yếu nữa. Nên không thể chọn một góc cương nào cả, nó bắt buộc phải bắn tù hơn. Mà nó phải bắn được vào bom mà nó kệ thằng lầu ra nó sẽ báo Simple là kệ lầu nhá. Lầu có thể bò ra lan can nhá. Nhưng mà lầu mà nhảy xuống thì thằng Electronic sẽ biết. Đấy các bạn đi không? Đấy. Nó nấp rất là kín, đấy nó chỉ kê mỗi đường vào thôi, đấy. Nó sợ, bây giờ nó còn sợ đối phương là đối phương có thể bò vào tận pit để bắt nó cơ. Thế nên ra nó phải tụt ở trong. Đấy, giữ quả smoke rất hợp lý luôn. Chà một nết ra câu giờ. Rồi, rất khó chịu. À, có làm quả one way không? Cứ giữ pit thôi, 4v2 mà 4v2 mà các bạn không chết là được. Đây nhá, câu chuyện của lúc này của Navi là thằng Electronic sống. Thằng Electronic sống thì chắc chắn là thắng. Tôi nói thế cho nó nhanh. Khi mà Electronic sống thì tất cả Flamie và Bumbit đều được chơi game. Cả Simple nữa, tất cả sẽ bách về kịp và được chơi game là thắng. Còn nếu thằng Electronic chết thì xác suất thua rất là cao, bởi vì bên phía Navi toàn súng yếu thôi. Bom mìn thì cũng không có mấy. Còn bên phía kia nó có một khẩu AWP nữa và một khẩu AK. Thế nên tình huống này thằng Electronic nó hiểu, nó chỉ cần sống thôi, nó không cần phải pick người. Nó chả cần phải pick người, bây giờ pick được một người. Đối phương giết mình luôn, đặt được bom luôn và xử lý 1v3 vẫn có thể cắt lát được. Và thực ra là pick một người cũng khó. Tay cầm M19, giáp thì máu thì yếu. Nên đâm ra là nó đấy, nó chỉ sợ. Nó chỉ sợ duy nhất cái thằng đẩy súng pit bắt đó thôi, chứ nó chả sợ thằng nào. Đấy, quả sống một one way ấy. Nó cứ sống thôi, thằng Simple chết cũng được, nó cứ sống là đồng đội có thể cứu được bom. Đấy. Bây giờ nhá, các bạn nhìn thấy không? Tại sao nó lại ngồi vị trí này? Cái vị trí này nó luôn anh em, nó chả làm trong cái sách nào cả. Bởi vì nếu ai mà đứng trên xe đạp, người ta sẽ đứng ở cái xe đạp bên trái, tại thằng này đứng trên xe đạp bên phải. Đấy. Nhưng thằng này nó đứng bởi vì sao? Đấy, trong bom thì thằng Steven tự ném ra một quả smoke ở trong bom. Tại vì thằng Steven nó đặt bom mà nó rất sợ thằng Pit. Nên đâm ra nó phải tự ném quả smoke trong bom. Và tự nhiên là thằng Electronic biết rằng bên phải không phải lo nữa rồi. Nên đâm ra nó phải dám trèo lên đây và nó kê bên trái. Và cái góc này của nó cũng là một góc rất là khó đoán. Bởi vì thằng thằng kia thì kiểu gì bò ra check pit, nó sẽ check ở phía dưới đây này. Đấy, Carrion vừa rồi nếu như tôi không nhầm là thằng check ở phía dưới này. Còn thằng Electronic nó lại đứng hẳn ở trên xe đạp cơ. Thì Carrion quả vừa rồi kê chắc chắn là kê sai góc. Thế nên đâm ra thằng Electronic với thằng Carrion là thằng Carrion nhá, là thằng bò ra sau. Thằng Electronic là thằng kê trước, nên đâm ra thằng Electronic nó nhìn thấy thằng Cardian trước, bắn nó mặt. Và khi mà 3v1 này, đấy, các bạn thấy không, nó giết được thằng đấy, 3v1 biết thằng cuối trong bom, chắc chắn là thằng thua thế nào được. Nhưng nó vẫn sợ một điều là thằng kia có thể bò được vào nghĩa địa, nhưng bây giờ thì biết thông tin thằng kia trong bom rồi. Tại vì thằng Flamie nhìn thấy rồi, thế là dấu chấm hết thôi. Thấy không các bạn thấy không, dấu chấm hết. Một pha giữ pit rất là hoàn hảo, biết lúc nào là phải sống, lúc nào là bắt đầu có thể lên để pick người rồi. Đấy, dựa vào những thông tin, và đó là một tiếng quẩy pit rất đơn giản và dẻo đến từ vị trí của Electronic.
À, các bạn thấy không? Thằng Electronic nó chỉ giữ lại quả sở mốc, thì cùng lắm thêm quả flash. Đấy là hai quả bom nó sẽ giữ lại đến đoạn cuối cùng. À, quả smoke dập lửa, thế là tự nhiên có quả smoke one way. Thì tôi sẽ xem lại điều cuối này một tí, xem thằng thằng Cardian con này. Rồi, chúng ta lại xem quả Cardian này. Bên phía của Heroic họ biết có một người pit đấy chứ, họ ném lửa xuống nhưng mà bị thằng này dập lửa. Và tất nhiên một ông cầm ọp, một ông cầm AK thì không bao giờ tanh được xuống. Đây, quả này smoke nối nhá, các bạn phải hiểu là quả này chuẩn là hai thằng này hoàn toàn thể tanh xuống được pit. Nhưng vấn đề là hai thằng này không thể dám tanh, tại vì một thằng đang cầm ọp lấy cái gì mà tanh? Ông AK tanh xuống trước à, hay ông cầm ọp tanh bằng Glock? Đấy, thế đâm ra nó sẽ ấy, chứ còn nếu mà không là nó cũng sẽ tanh xuống đấy. Hai khẩu AK khi nó lại tanh xuống đấy. Đấy. Đây các bạn nhìn Cardian nhá. Nhìn quả này xem có đúng như tôi dự đoán không? Thì Cardian chắc chắn là check ở phía dưới pit. Đấy, Cardian xem check ở đâu đây. Nhìn này, check dưới đúng không? Check dưới đấy, check ở phía dưới pit. Đấy. Có đấy tí nữa thằng Cardian nó nhìn thấy, nhưng thằng thằng Electronic là thằng nhìn thấy đầu Cardian trước. Bởi vì Cardian là thằng quắc kéo tâm ra. Thằng Cardian check ở dưới, thằng Cardian không nghĩ thằng kia ở trên, nhưng nó mà biết thằng kia ở trên xe đạp là nó ra là bắn chết thằng Electronic ngay. Bởi vì thằng nhưng mà cũng phải nói đi phải nói lại điều thằng Electronic bắn quả này kinh thật. Thằng Cardian quả này có giáp đầu. Mà thằng Electronic bắn hai viên MP9 đều vào đầu luôn ạ, sợ thật sự. Cardian quả này có giáp đầu mà. Mà thằng Electronic bắn MP9 hai viên vào đầu luôn. Vỡ mồm luôn. Chết luôn, chết nhanh như kiểu tôi cảm tưởng như kiểu bị M4 bắn ấy. Thôi. Có lẽ là cái phần phân tích demo này của mình sẽ kết thúc ở đây. Hôm nay mình sẽ chỉ phân tích bên phía CDSide của team Navi và bên của đặc biệt là của Electronic thôi. Đây là một cuốn sách giáo khoa rồi. Mong rằng anh em sau khi xem xong cuốn sách giáo khoa này, anh em sẽ có một cách canh pit đơn giản nhất và hiệu quả nhất giống như Electronic đang làm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi demo này rất nhiều. Và anh em nếu thấy nó hữu ích hay nó hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhá. Thank you mọi người. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái demo tiếp theo.